Những hợp đồng cung cấp xe điện của VinFast với các đơn vị có nhu cầu xe trong nước nở rộ trong suốt thời gian vừa qua, như một minh chứng cho khả năng VinFast sẽ có một báo cáo tài chính đẹp cho cuối năm nay. Tờ Reuters có bài đăng tải về dự kiến hòa vốn của VinFast đi kèm thách thức mà VinFast sẽ đối mặt cho những sản phẩm mới của họ như sau. VinFast có thể hòa vốn ngay sau cuối năm 2024 nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup và là người sáng lập đơn vị ô tô VinFast, nói với các nhà đầu tư tại cuộc họp thường niên của công ty. Ông Vượng dự kiến doanh số bán hàng sẽ đạt từ 40.000 đến 50.000 xe trong năm nay, tăng so với doanh số khoảng 7.400 xe điện vào năm 2022 khi thị trường duy nhất của công ty là Việt Nam. Ngoài ra, ông Vượng cho biết VinFast có kế hoạch bổ sung thêm hai mẫu xe khác vào dòng sản phẩm của mình, xe bán tải điện và một loại xe điện nhỏ tiện lợi trong thành phố hay còn gọi là ô tô mini. Ông nói, loại thứ hai sẽ có giá từ 10.000 đến 12.000 đô la Mỹ, khiến nó trở thành một chiếc EV có chi phí cực thấp. Đó là triển vọng đầu tiên mà VinFast đưa ra kể từ khi công bố vào đầu tháng này rằng họ sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt SPAC, BlackSpace Acquisition Co. Công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lâu đời do Tesla Inc. dẫn đầu. Những công ty đã giảm giá và đưa một loạt xe điện mới ra thị trường trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu. Khi thị trường mạnh trở lại và tâm lý cải thiện, VinFast sẽ mang lại niềm vui tài chính, ông Vượng nói. VinFast, công ty đang tìm cách thâm nhập thị trường Mỹ và châu Âu, trước đó đã nhận được cam kết tài trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ từ VinGroup và ông Vượng, tỷ phú đầu tiên của Việt Nam. Công ty cho biết tính đến cuối năm ngoái, họ đã cung cấp hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho VinFast, công ty chưa có lãi. Cơ hội huy động vốn, thương vụ SPAC của VinFast dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2023. VinGroup cho biết trong một bài trình bày bằng văn bản tại cuộc họp rằng việc niêm yết mở ra cơ hội huy động vốn tiềm năng cho VinGroup nói chung và VinFast nói riêng từ các thị trường toàn cầu. Họ không cung cấp thêm chi tiết. VinFast đã giao mẫu xe đầu tiên của mình, chiếc VF8, cho khách hàng ở California vào tháng 3 sau nhiều lần trì hoãn và công ty tiết lộ rằng chiếc xe sẽ có thời lượng pin thấp hơn so với thông báo cho người mua. Công ty đã vận chuyển lô VF8 thứ hai đến California vào tuần trước mà họ cho biết sẽ có thời lượng pin dài hơn. VinFast bắt đầu hoạt động vào năm 2019, có một nhà máy ở Việt Nam và có kế hoạch mở nhà máy thứ hai ở Bắc Carolina vào năm 2025. Tại châu Âu, nơi VinFast chưa bắt đầu giao hàng, họ sẽ phải đối đầu với ngày càng nhiều xe điện do Trung Quốc sản xuất từ những công ty như BYD, NIO và Zeekr, một đơn vị của Geely thương hiệu Trung Quốc. Xe bán tải điện sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Rivian Automotive Inc., Formoto của F-150 Lightning và các mẫu xe khác. Xe điện nhỏ cấp đầu vào sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các loại xe điện do Trung Quốc sản xuất, bao gồm cả BYD. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.